Vâng, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái môi của Đức nhá, môi của Đức này. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành cho một con môi như này thôi. Con này thì chấm hết đầy con rết luôn. Đó. Thứ nhất là môi khá là dài nhá, thì khi các bác để vào xoong, để vào tô nó không bị chìm môi nhá. Thứ hai là lòng khá là sâu thì múc được nhiều nhá. Và thứ ba là nó là thân dẹt như này. Thân dẹt như này và inox 304 này và thân dẹt như này thì khi các bác rửa thì nó rất là sạch. Rửa vuốt phát này sạch luôn, không bị võm. Thường những cái môi võm thì nó sẽ hay bị đọng thực phẩm, đọng thức ăn và nó sẽ đóng cấn ở đây, nó rất là bẩn. Nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Dùng múc cũng rất là vừa tay, hàng thương hiệu Winling của Đức Hành, người inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là môi Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho con môi Đức như này thôi. 70.000 cho con môi Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình 20 nhá. Con này dung tích là 2 lít cả vỏ. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá khá là rẻ luôn. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox sáng bóng đẹp nhá. Inox sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, hoặc là đựng trà, đựng các loại nước uống đều ok hết nhá. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này không có chức năng giữ nhiệt đâu. Con này thì chuyên để dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Đựng nước lọc, trà hoặc là các cái loại nào mà mình muốn sử dụng để mình uống trực tiếp, hoặc là nước đun sôi để nguội thì các bác cho vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Con này thì không có chức năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Và cái giá thì cũng chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác mua về để mình đựng nước thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các bác dùng cái này nó không bị vỡ. Dùng cái đồ thủy tinh thì nó hay bị vỡ. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là bình 20. Bình 20 80k, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em các bác cái sản phẩm dành cho trẻ em, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đó. Và bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái bộ thẻ, bao gồm cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đó, rất nhiều các cái chủ đề để các bác có thể xem để luyện tập nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cho các em nó bật cái nguồn này lên này, bật cái nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ấn thẻ vào này. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Việt tiếng Anh luôn nhá. Ông nội này. Ông nội. Grandfather. Đấy. Hai mặt luôn nhá, chị gái này, em gái này. Em gái. Sister. Đấy, và rất nhiều ngôn ngữ với rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì cho về cho trẻ em nó luyện tập rồi chơi rồi giải trí rất là tốt luôn. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên kẹo như này. Đấy, hàng nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này thì con chuột nó sẽ bị thu hút bởi cái màu sắc nhá. Thứ nhất là màu sắc. Đấy, nó là một cái màu hồng như này rất là thu hút luôn. Và cái dòng này của nó thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng của Thái Lan. Đấy, 100% toàn bộ chữ Thái hết nhá. Chữ Thái hết, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan đạt tiêu chuẩn. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán được rất là nhiều. Con này thì ưu điểm của nó khi mà một con chuột ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Một con ăn là kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn cả họ luôn, chết cả gia đình cả họ dòng họ luôn các bác nhá. Đó, thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và cái giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột, giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Giá sẽ là 100.000 cho ba cái tô như này. Ba cái tô. Đấy, hàng dày dẫn sáng bóng đẹp và ba chiếc luôn. Đấy. 100.000 cho ba cái tô như này cũng khá là hợp lý. Về nhà các bác có thể đựng cơm, đựng cháo, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc các cái đồ nào đều được hết nhé. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho ba cái tô như này. Con to nhất này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít này, to nhất 1.8 lít này. Con nhỏ này là 1.2 lít và con nhỏ nhất này sẽ là 700ml các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bộ ba tô nhá. Bộ ba tô này, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100.000 cho ba cái tô như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức nhá. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Chỉ có 100.000 cho ba cái tô như này thôi. Đấy, dùng thì bền bỉ chắc chắn và không lo bị vỡ, bị sứt mẻ các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khò ga các bác này. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng nhá. Con này nó sẽ là khò ga đồng và các bác dùng thì mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khò ga bằng đồng như này.
Đấy, chất liệu của nó 100% là đồng tự nhiên nhá, thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn, có điều chỉnh gió này và lắp phù hợp hết các loại bình ga nhỏ to ở Việt Nam mình. Lên cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho con khò ga đồng như này thôi. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này rất tuyệt vời để các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con sạc dự phòng A nhá. Lên cho em là sạc dự phòng A. Đây nó sẽ là một con sạc kèm cả dây như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này. Đấy, Takasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Dung tích pin của nó là lên tới 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh đó. Và nó sẽ có 3 cổng sạc như này, 3 cổng sạc như này cho 3 loại điện thoại luôn. Về nhà các bác dùng thì rất là tiện, không cần phải lấy dây dợ lằng ngoằng. Và có một cái chân sạc vào như này, các bác cắm trực tiếp vào chân USB này. Hoặc là các bác dùng cái chân sạc này cho em, chân sạc này cho em. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pin rất là sáng nhé. Đấy, một con đèn pin rất là sáng luôn. Thì các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng rất là tiện nhé. Đó, và rất là nhiều chức năng khác. Đây, cắm sạc thì các bác chỉ cần là nó sẽ có 3 chân luôn, chân tai si Samsung, Oppo đều cắm được hết nhá. Về nhà các bác chỉ cắm vào cho em là thế này là xong này. Đấy, cắm vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn, đây các bác nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, báo pin luôn nhá và sạc tương đối là nhanh luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, cắm thử điện thoại và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Con này thì rất là tiện ích rồi. Sạc dự phòng A 230.000. Ngoài ra thì bên shop còn mấy cái sạc Samsung này nữa này. Thanh lý nốt cho bác này. Con này thì 10.000 mAh. Thanh lý nốt cho bác. Đang bán bao nhiêu? 180.000 các bác nhá. 180.000. Con này thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Samsung như này. 10.000 mAh mà con này chuyên để sạc cho các dòng điện thoại rất là tiện ích luôn này các bạn. Đấy, có báo pin như này. Có 3 2 chân USB và 1 chân Type C như này. Đấy. 10.000 mAh, hàng của thương hiệu Samsung nhá. Hàng Samsung các bác biết rồi. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ không có kèm dây đâu. Về nhà các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi, nó chỉ có kèm cái dây bé này thôi nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, em còn mấy con nữa. Hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 150.000, xả lỗ nặng cho các bác luôn. Đấy, còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác cái lô này. Giá sẽ là 100 giá sốc cho các bác luôn, 150k luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhá. Dự phòng Samsung này. Dự phòng Samsung, giá sẽ là 150k. 150k cho một con như này. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái
còn chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1 mét 6 mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1 mét 7 x 2 mét nhá, 1 mét 7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh, đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là
thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này, đó, sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó thì giá sẽ là 290.000 nhá, 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá, test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá, đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá, 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42, 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam, chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò, và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này, cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 6-700.000. 6-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy. Lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390k cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160k một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy,
hàng của Mỹ này, đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190k. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa nhé, nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai mẫu nắp bằng nhựa và nắp bằng đồng. Thì em sẽ lên trực tiếp cho bác xem cầm cho cái nắp đồng này. Con này thì nắp sẽ bằng nhựa nhé, nắp bằng nhựa. Thì về nhà các bác lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nắp cống nhựa ngăn mùi này giá chỉ có 15k một chiếc thôi nhá, 15k một chiếc. Các bác có thể cho vào thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là cho vào các cái dòng như là chậu rửa bát, chậu rửa mặt cũng vừa hết nhá, chậu rửa bát nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Nó sẽ là một con nắp cống như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp xuống cho em là xong. Đấy. Rất là tiện và giúp ngăn mùi rất là tốt và rất là sạch sẽ. Đấy, có cái phần giữ rác này nó cũng rất là tốt luôn. Các bác có thể cho cả vào chậu rửa cũng được. Đây. Test trực tiếp luôn nhá. Đấy. Rất tiện luôn các bác này. Giúp bạn tiết kiệm chi phí. Sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ kém hiệu quả, giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống, mũ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống, mũ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 các bác nhá. Nắp cống đồng ngăn mùi này. Đấy, đây sẽ là con nắp cống đồng ngăn mùi đây. Con này thì nó sẽ là bằng đồng. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Bằng đồng đúc, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là khi nước nó xả xuống thì nó sẽ tự mở này. Nước xả xuống nó sẽ tự mở như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Con nắp cống đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, con này thì nắp bằng đồng. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy. Khi xả thì nước nó sẽ tự chảy này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Xả thì nó sẽ tự chảy và ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đậy vào cái là kín mùi luôn. Đấy, tại vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ là cái cơ chế là khi xả nước thì nó sẽ mở và không xả thì nó sẽ ngắt. Con này thì sẽ là 50.000. Có kèm cho các bác một cái lon đen như này. Nếu mà nhà tắm nhà các bác cái vòi mà chậu to thì các bác lắp thêm cái lon đen này vào cho em. Thì tháo cái gioăng ra lắp cái lon đen này vào. Còn nếu không nhà tắm mà cái vòi chậu rửa nó vừa thì các bác lắp trực tiếp vào cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho cái nắp cống ngăn mùi bằng đồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Đấy. Con này thì rất là sáng luôn nhá, và có điều chỉnh như này, có điều chỉnh này rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có cho các bác là cái mắt cảm biến này. Có hai con mắt cảm biến ở đây. Đấy, các bác gạt qua nó sẽ sáng, gạt qua nó tắt, rất tiện luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn wifi như này. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá sẽ là 130k một con. 130.000 cho con đèn wifi như này. Con này thì rất tiện để cho các bác sử dụng. Đặc biệt là bác nào làm thợ làm nghề mà chân tay mình không muốn chạm trực tiếp vào đèn, sợ nó bẩn, nó mất vệ sinh, bán cá bán tép hoặc là đi làm bùn đất, thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Các bác chỉ cần gạt qua cái nó tắt luôn. Lên cho em là đèn wifi. Giá sẽ là 130.000. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ bài vàng đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ bài như này.
Đấy, cuối năm rồi các bác chơi bài chơi chơi bài chơi tú thì dùng cái này chị em. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là hình con thuyền rất là đẹp như này. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là màu sắc như này. Dòng này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa chứ không phải là bằng chứ không phải bằng giấy, cho nên là các bác dùng nó rất là cứng và bền. Đây các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Nó bằng nhựa nhá, nó bằng nhựa này. Dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất đã luôn, rất là sướng nhá. Đấy, bằng nhựa này các bác này. Nó là nhựa lá nhá, nhựa lá dùng nó rất là thích. Các bác dùng rồi quấn rồi kẹp các bác này, rất là ok luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên mã giúp cho em đó là bài vàng. Giá sẽ là 50.000 cho một bộ bài vàng như này. 50k nhá, bình thường các bác mua một cái bộ bài giấy đều cũng đã 20-30 nghìn rồi. Thế mà một cái bộ bài vàng đẹp như này giá chỉ có 50k thôi. 50 cành cho một bộ bài vàng như này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lấy dây tai nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa di năng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp bằng inox như này, và bao gồm cho các bác là đây, đấy, rất nhiều các cái chi tiết này. 1 2 3 4 5 6 chi tiết tất cả luôn. Đó, 6 chi tiết tất cả này. Có cả những cái đầu lò xo này để các bác lấy dây tai rất là tiện luôn. Đó. Và đựng trong một cái hộp này các bác có thể treo vào móc khóa này để mình mang đi trực tiếp này, hoặc để ở nhà cũng rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là các bác lấy mã giúp cho em đó là bộ lấy dây tai inox nhá. Lấy dây tai inox giá của nó sẽ là 30 cành. 30k cho một cái bộ lấy dây tai inox như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, vòi xoay. Vòi bạc xoay xoay 360 độ. Đây, bằng inox nhá, bằng inox như này, và có thể xoay 360 độ được. Thì các bác về các bác xoáy vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhà mình dùng để mình điều chỉnh, có nước một vòi và có nước hoa sen nhá, rất đầy đủ các chi tiết như này, về nhà các bác cho vào mình sử dụng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc xoay 360 độ, giá sẽ là 80k. Vòi bạc này, nó màu bạc mà, nó xoay 360 độ. Xoay 360 độ nha. Và giá sẽ là 80 cành. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này. Đầu nối vòi cánh tay robot xoay 1024 độ, xoay mọi hướng dễ dàng, không những giúp rửa tay đỡ bắn nước ra thành chậu, mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng, mội đầu, cọ rửa chậu vô cùng tiện lợi. Đầu vòi được làm bằng đồng rất chắc chắn, bền bỉ, được phủ cờ rôn sáng bóng, sang trọng. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Mà không chỉ có chậu rửa mặt, khi nối vào đầu vòi rửa chén bát, vòi nước nhà bạn sẽ lên một tầm cao mới. Với 50 suất đầu tiên cho anh chị nào đặt hàng ngay tại đường đấy, có gen trong gen ngoài cho bác luôn nha, xoáy rất là ngon luôn nha. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Cân treo cầm tay như này, các bác có thể mang đi để mình đi du lịch này, cân cá, cân tôm, cân tép này, mua hàng này để mình check lại này, rồi mua đi máy bay thì mình mang đi để mình cân đồ này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Các bác lắp cái viên pin vào đây cho em, lắp viên pin vào đây. Đấy, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, nếu mà các bác lắp pin vào mà bật không lên thì tháo ra đảo cái chiều viên pin lại cho em. Đấy, đảo ngược cái chiều pin lại là ok. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái con cân treo cầm tay như này. Cân treo cầm tay này các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân treo cầm tay. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ treo lên như này để các bác có thể cân đồ đạc này, cân các thứ rất là ok luôn. Đó, các bác muốn cân cái gì thì cân. Đó, đây, ví dụ treo lên như này là mình cân thôi, rất là tiện các bác này. Đấy, đây nhá, em cân thử cho các bác xem này. Đấy, 0,10kg các bác này. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ cân và cập nhật cả nhiệt độ luôn. Và ưu điểm của nó có đèn LED như này, thì anh em các bác thợ câu cá này đi câu ban đêm ban điếc dùng con này cũng rất là ok. Một con cân treo này rất là ngon. Con này mắc của nó là lên tới là 50 cân nhá, lên tới 50kg luôn. Đấy, thì cân được 50 cân. Còn về nhà các bác muốn cân bao nhiêu thì cân, mặc định của nhà sản xuất là như thế. Còn về nhà thì các bác có thể cân 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, cân tới 50 cân cũng được, tùy theo các bác cứ cân thôi. Đấy, thoải mái đi các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo
cầm tay, giá sẽ là 90 cành. Rồi, em chào các bác. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship nữa nhé. Hôm nay thì em sẽ lên thanh lý một số các mặt hàng. Đầu tiên đó là cái máy tính trẻ em này. Đây nó sẽ là một cái máy để về các em lắp pin, cái lắp pin con thỏ nhỏ vào và mình sử dụng thôi. Con này thì nó là thuộc dạng là máy tính trò chơi thôi nhá. Nó sử dụng pin luôn nhá. Đấy. Máy tính trò chơi và nó sử dụng pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nó sử dụng. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Và nó sử dụng là đi 3 viên pin con thỏ như này nhá. 3 pin con thỏ này về nhà các bác lắp vào cho nhá. Đó. Khi mở ra thì mình đẩy hai cái lẫy này để mở ra này. Đấy. Kéo hai cái lẫy này ra sau đó thì mở lên này. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó có chạy gọi là chạy hình động này và có cả con chuột như này để cho các em nó vui chơi điều khiển này. Đấy và phím này. Đầy đủ cho bác như này. Đấy, về nhà lắp pin và sau đó bật cái công tắc này lên là mình sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy tính trẻ em. Con này em đang bán là 150.000 nhá. Đấy, đợt này thì bên em còn mấy cái nữa xả kho tri ân cho các bác luôn. Giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho con máy tính trẻ em như này. Có cả miếng dán sticker các bác này. Đấy, có miếng dán sticker đây. Về nhà cho các em nó dán nên mình vui chơi nhá. Giá thanh lý ngày hôm nay còn mấy con thôi. Sẽ là cho các bác thanh lý cho bác với giá đó là 60k cho cái máy tính trẻ em như này. Lên mã giúp cho em đó là máy tính trẻ em. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho cái máy tính trẻ em. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc. Đây nó sẽ là một con đèn pin kèm với cái cáp sạc như này. Đây cắm sạc vào đây cho em. Đó. Con này thì pha của nó rất là sáng luôn. Đấy, pha của nó rất là rọi và sáng luôn. Và cũng còn mấy con nữa, em thanh lý nốt cho các bác một con đèn thóc như này nhá. Thanh lý nốt cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. 70.000 cho một con đèn thóc con này các bạn này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác là 70k cho một con đèn thóc như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá thanh lý cho các bác 70k thôi. Giá chỉ có 70.000 cho một con đèn thóc như này. Đấy, còn mấy con nữa em cũng thanh lý nốt cho bác luôn. Đèn thì chế độ sáng mạnh, sáng vừa và có chế độ nhấp nháy. Các bác nhá, có 3 chế độ như vậy để cho các bác lựa chọn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Đèn thóc giá thanh lý sẽ là 70k cho một con đèn thóc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đèn tinh dầu. Đèn tinh dầu muỗi nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một tinh dầu như này. Đấy, một đèn và một tinh dầu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi. Đấy, cái này nó sẽ là một đèn và một lọ tinh dầu này. Về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào cái này cho em, sau đó thì bật công tắc này lên. Đó là khi tinh dầu này nó sẽ tỏa ra và nó sẽ đuổi muỗi đi nhá, sẽ đuổi muỗi đi. Đó. Đèn tinh dầu đuổi muỗi, giá của nó sẽ là, các bác lên cho là đèn tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Đèn tinh dầu muỗi này. Đèn tinh dầu muỗi. Đèn tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 70k thôi. Đấy, giá 70.000 cho một con đèn tinh dầu muỗi như này, bao gồm cho các bác combo một đèn và một lọ tinh dầu. Đấy, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái máy trà gót chân nhé. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy trà gót và bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn. Đấy, con máy trà gót này sẽ là 100.000. Đấy, các bác dùng để mình trà các cái phần gót tay gót chân hoặc là các cái phần nào mà nó bị da khô nứt nẻ nhá. Da khô nứt nẻ thì các bác dùng mình trà đi cho em. Đó, máy trà gót như này. Đấy, một con máy trà gót rất là ngon như này nhá. Đấy, da khô nứt nẻ hoặc các cái phần da nào các bác bị dày này, bị thừa này. Đấy, các bác đưa vào mình mài đi cho em. Đó, sau đó thì trà xong thì mình bôi cho em cái cao ngựa này vào. Bôi cho em cái cao ngựa này vào. Đó, thì con máy trà gót này sẽ là 100.000 và lọ cao ngựa là 30.000 nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là máy trà gót, giá sẽ là 100k. Đó, máy trà gót này. Máy trà gót giá sẽ là 100k. Còn cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một lọ cao ngựa như này. 30.000. Cái cao ngựa này thì khi các bác bôi thì cái công dụng của nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm và tái tạo các cái da bị khô nứt nẻ nhá. Đấy, làm mềm tái tạo da. Đó, thì rất là tốt luôn. Thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần nào mà mình
vừa mài các bác nhá. Đấy, bôi lên. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Thì lên mã giúp cho em là cao ngựa, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái khay hấp bánh bao rất là đẹp như này. Combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này, và các bác có thể dùng để làm vừa làm khay để hấp bánh bao 50.000 này, vừa để đựng hoa quả luôn, rất là tiện. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một khay hấp bánh bao như này, giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Đấy, bằng inox rất là dày dẫn chắc chắn, dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là tuyệt vời luôn. Hàng cao cấp và chất lượng này. Đấy, khay hấp bánh bao. Giá của nó sẽ là 50k cái khay hấp bánh bao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái combo đó là cái bộ thắt lưng ví đồng hồ nhá. Đấy, ví thắt lưng đồng hồ. Con này thì bên shop đang bán là bao nhiêu nhỉ? 265.000. Đợt này về nhà thanh lý cho các bác còn giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 giá thanh lý nốt, em còn 5 bộ. Tri ân khách hàng thanh lý nốt cho bác. Giá sẽ là 230.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này, hàng của thương hiệu Pero này. Một thắt lưng nhá, một thắt lưng. Chất da thì siêu mềm luôn. Đó, một thắt lưng chất da siêu mềm luôn. Tiếp theo là sẽ là một chiếc đồng hồ. Đấy, một chiếc đồng hồ, hàng cũng của thương hiệu Pedro này. Đấy. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ này. Đấy, một chiếc đồng hồ này. Đấy, đồng hồ rất đẹp luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác tháo lấy này ra cho em này. Nhấn vào là đồng hồ chạy này. Đấy, một chiếc đồng hồ này. Đấy, nếu đồng hồ hết pin thì về nhà các bác thay pin cho em nhá. Đấy. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là có thể nó sẽ hết pin, thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Về nhà mình thay pin giúp cho em. Một đồng hồ, một thắt lưng và một chiếc ví nữa. Giá sẽ là 220.000. Đây, một ví này. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví như này. Đấy. Thì combo cho các bác là 3 món, một đồng hồ, một ví và một thắt lưng. Giá ví của nó cũng rất là mềm luôn. Đấy, có logo của hãng này. Đấy, rất đẹp nha, rất đẹp cho các bác luôn. Một đồng hồ, một ví, một thắt lưng và giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một chiếc một combo như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là combo ví ví đồng hồ nhá, thắt lưng ví đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 230k thôi và bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Phí ship em mất 30.000 rồi. Tính ra vào chỉ có 190.000 thôi nhá, 190.000 thôi. Combo sẽ là 230.000 cho 3 món như này. 230.000 cho 3 món như này và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đồng hồ này em nói trước luôn là có thể nó sẽ bị hết pin nhá. Đấy, như con này là hết pin đây này. Thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ nhá, thắt lưng đồng hồ. Hoặc là ví đồng hồ hoặc thắt lưng đồng hồ đều được. Giá sẽ là 230k cho cái bộ thắt lưng ví đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh này. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời này, hàng của Nhật nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng sạc cũng đều được. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. Đấy, các bác nhìn vào là sáng chói chang luôn, sáng mờ mắt đi luôn các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Đó, nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì kích thước của nó sẽ là 20x20 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh. Giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Bên em thì bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm sử dụng này. Hàng của thương hiệu Sansisa của đây. Đó. Lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá. Đèn năng lượng xanh, đèn năng lượng xanh. Giá của nó sẽ là 260k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nồi hầm xương nhá. Lên cho em là nồi hầm xương. Giá sẽ là 280.000 cho một con nồi hầm xương như này. Đấy.
Thì con này nó sẽ là có áp suất nhá. Đấy, nồi hầm xương có áp suất luôn. Đấy, nó có cái gen này, à, có cái lẫy này để các bác tăng được áp suất này. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này, rồi đa di năng luôn. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V, công suất là 800W và dòng 50Hz nhá, công suất là 800W. Và dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là, nó không có dung tích mà nó có đường kính nhá, đường kính của nó là 24cm. Đường kính của nó là 24cm nhá, còn dung tích thì nó sẽ vào khoảng là 2 đến 3 lít gì đấy các bác nhá, 2 đến 3 lít gì đấy. Đây con này. Đó. 2 đến 3 lít gì đấy thôi. Và con này nó sẽ là thuộc nồi hầm hàng của Nhật này, của thương hiệu Kaiyoshi này. Đấy, có 3 nấc nhá, nấc 1, nấc 2, nấc 3. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này, hoặc là ninh đồ ăn thực phẩm đều được hết nhá. Đấy, có tráng đá chống dính luôn. Đấy, tráng đá chống dính như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương hoặc là nồi áp suất nhá. Nồi hầm xương hoặc nồi áp suất đều được. Giá sẽ là 280.000. 280.000 cho một con nồi hầm xương này. Đấy, hoặc nồi áp suất này, rất là tiện để các bác có thể sử dụng luôn. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là cắm điện và là sử dụng thôi. Bên em thì các mã hàng thì vẫn là bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày, thế nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hay nồi hầm xương nhỉ? Lên cho em là nồi hầm xương đi. Nồi hầm xương, giá của nó sẽ là 280k. 280.000 và bao ship cho một cái nồi hầm xương như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Qua lên theo là bật lửa đồng hồ. Giá sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. Con này thì bên shop bán thì nó sẽ là không kèm pin nhá. Đấy. À đây. Đấy, bật lửa đồng hồ như này. Đấy. Và con này xin lỗi các bác là chưa có ga. Về nhà các bác tự bơm ga chứ không phải là pin. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đó, bật lửa đồng hồ nhá. Đó, chức năng của nó là vừa làm bật lửa vừa là đồng hồ luôn. Đây, đồng hồ chạy này. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn, màu gỗ đỏ rất là đẹp nhá. Đó, bật lên thì nó sẽ có đèn báo như này. Lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, và cái này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá, 100k. Về nhà tự bơm ga. Tự bơm ga. Đó, tự bơm ga vào cho em nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một dòng bật lửa tiếp theo. Đó là bật lửa la bàn. Bật lửa la bàn con này. Đấy, đây nó sẽ là con bật lửa kèm la bàn luôn. Đấy. Thì con này rất là đa di năng nhá. Đấy, có khoảng 4 năm chức năng này. Thứ nhất là có la bàn này, thứ hai là có đồng hồ này. Đấy, la bàn đồng hồ này. Đấy, móc khóa này, khui bia này và bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác bật ở đây cho em này. Đấy, bật đây cho em. Khi bật thì cái đèn này nó sẽ lên này. Đấy, cái đèn đồng hồ sẽ lên. Và đèn đồng hồ 7 màu luôn, rất đẹp nhá. Con này thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn, giá sẽ là 120.000. Và về nhà các bác cũng tự bơm ga cho em. Đó. Bật lửa la bàn nhá. Giá sẽ là 120k. Và về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá. 120.000. Về nhà các bác tự bơm ga. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc đây. 6858. Bật lửa ngọc thì nó sẽ là một con bật lửa hình con rồng như này, và con này thì nó sẽ là dòng bật lửa đá nhá. Đá, về nhà các bác cho dầu vào cho em. Đấy, cho dầu bật lửa vào cho em để mình dùng thôi. Đấy, nó cũng có cho các bác là một con bật lửa kèm thêm cho các bác là đính một viên ngọc như này. Đó. Giá thì sẽ là bật lửa rồng này bao nhiêu? À, bật lửa ngọc. Ngọc cái này. Thì nó sẽ bao quanh cho bác là một con rồng như này nhá. Và có một cái viên ngọc ngậm ở giữa như này, rất là đẹp này. Đấy, có một viên ngọc ngậm ở giữa như này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Đây các bác nhá. Đó, nó sẽ là một bật lửa có ngậm một viên ngọc như này. Và bên ngoài của nó là hình con rồng, rất là đẹp nhá. Đó. Giá sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Đó. Bật lửa ngọc này. Đấy, có hình viên ngọc nên em gọi là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Và con này thì về nhà là các bác đổ xăng thơm vào cho em nhá. Hoặc là dầu xăng ô tô cũng đều, xăng công nông đều được hết nhá. Đó. Và giá thì chỉ có cho bác là 130.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn và rất đẹp luôn. Đó, khẳng định đẳng cấp luôn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Các bác có thể mua để làm quà, rất là đẹp.
giá thì rất là hợp lý thôi. Đây, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này thôi. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy, logo của Unilever đây, hàng chính hãng luôn nha, và sản xuất ở Thái Lan luôn, hàng sản xuất ở Bangkok Thái Lan con này, này Bangkok Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này, màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, 90k đấy, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150-150, mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi, hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm dung dịch nhá. Giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này, hút nước, hút dầu, hút mỡ, rồi rượu, chè, rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch, giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá. 30.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu màu nâu và màu đen nhá. Màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi. Mặt hàng mặt đúc liền thân nhá. Mặt đúc liền thân như này, rất là đẹp luôn nhá. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này. Mặt đúc liền như này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000. Chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng luôn, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa khò ga ra mình đốt thoải mái cho em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy. Và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này, và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn, hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy, mà lấy ví thì lấy, mà lấy combo cũng được. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhé. Bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhé. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này này các bác massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này. Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá. Lưỡi kép như này. Thì combo cho các bác luôn, 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem và bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan đó là kẹo chuột Thái Lan nhá.
lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là cái mã này của nó, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn, 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này, cho mỗi người một đôi để mình đi trong nhà, mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung, nhung này rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi, 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2cm. Các bác bóc ra nó băng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn. Đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể, hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em. Bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này. Công suất của nó là 3000W, con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Nó gió rất là mạnh. Đấy, con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá. Chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon. Đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này. Đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá. Đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V. Đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k nhé, 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích, ở đây nó có hạt natrium từ trường này. Các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này, rất là ngon này con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18cm nhá. Khay to nhất đường kính là 18cm các bạn. Đấy, to nhất là đường kính 18cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào cũng có nắp hết. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa, không dày quá cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm. Không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công. Giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhé, 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng V-Ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo combo nhé. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140.
Đấy các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ. Và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên, chứ còn 1 gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, rồi có cỗ có bàn, rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó, rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này, và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy, nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000. 36.000 đồng nhá. Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó, hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000. Và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này, hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này, đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Đèn dầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá. 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này, hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây một combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp, điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng để mình sấy giày đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày, dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy đi em. Nó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày, sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2.5L và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc.
Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2,5 lít tha hồ thoải mái cho bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz 2,5 lít nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con ấm một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000, còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng y xì phong như này luôn nhá, y xì phong như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bác, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ thế này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30 nghìn rồi. Đấy, và đây một cái khăn tắm to đẹp như này, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Rất là to luôn, 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá. Công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo nắp này ra, cho hơi nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra. Nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đấy, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này. Tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá. Một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng, đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy.
Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhé. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k thôi, 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật, rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó thôi nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá, khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80 cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi, rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí, các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này, hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhé. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này, và nó sử dụng bằng cả là bằng điện, và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy, nút màu đỏ này là nút bật nguồn này, nút dấu cộng này nút bật nguồn, nút dấu trừ này nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage, massage chân thôi, massage chân này, massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ,
mạ chrome sáng bóng đẹp, vừa đẹp vừa bền đẹp vừa chắc chắn, và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 trong bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 này coi nhé. Đấy mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn, lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái led pháo hoa nhá. Led pháo hoa đây. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ led pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này này. Rất đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nha. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1 2 3 4 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1 2 3 4 5 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi kế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường mặt. Giá thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhé. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén này các bác này. Đấy. Đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó. Ấm mặt trời nhé. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn.
đầy đủ khăn rồi giấy lau này, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn, hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây. Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g. Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy. Đây. Đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá. Kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong vậy nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy, con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhá. Không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con bình như này. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k. 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn. Các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k này cô nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này. Rất là tiện ích luôn, dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000 thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không?
đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bạn lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó, và độ mịn của nó sẽ là 3.000/8.000 nhá. 3.000/8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000/10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000/10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy, mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi. Và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này, các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc, nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhá. Đấy, về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi ạ. À? Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái cứ để trên ấy, tí anh gắn đó. Cứ mang ra ngoài mang cái bàn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác một cái đồng hồ. Có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá. Có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có 3 thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo li vô nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá. Có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá. Có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy, khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này là lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống như này là lấy cạnh nằm này, và gạt bên giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây, các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm kia. Đó, và công tắc bật ở đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k cho một em thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k trong con thước laser như này nhá. Sau thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên, rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp có thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây. Lắp ở đây như này. Đấy, lắp ở này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video rồi đấy. 40.000 cho cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này, hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao ship tận nhà.
Chết anh tờ giấy. À được. 260.000 bao sim tại nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho ba con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm. Bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dày khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bác. Đây. Con này sẽ là 80.000 này, 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhé. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bác này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này. Seiki Japan, made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn. 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, tấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan này. Đấy, Seiki Japan. Hộp tiếp các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260, thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000 cộng với con này 180 đã là 260 rồi. Mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy, thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này. Lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác, thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy. Sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít, đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho các bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180k cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con phích rất là tiện này, để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy, thì em gọi nó là phích đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt. Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra, khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ có 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000, bỏ trong cái phần lồng này. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Phích đun sôi này. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ. 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi, hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này, và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây, xem đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nhá. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tắc bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này, mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy. Mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp, rẻ, chất lượng như này, 180.000, cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm, mang đồ ăn đi mình hấp đun
Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây, công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 à cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em. Đây không? Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này. Sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy cho anh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy, màu trắng này. Màu trắng này, màu trắng rất là sáng luôn. 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại nó còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này. Màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy, thì có 3 màu như này. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30.000. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Bóng 3 màu, giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35.000. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo 35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạp vặt. Giá sẽ là 40.000, lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40.000 trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu Kiwi của Thái này. Đấy, hàng Kiwi của Thái Lan. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Dao lượn sóng. Đây, nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao lượn sóng này. Dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng này. Hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này. Hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy, đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi. Chẳng có vấn đề gì cả nhá. Cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một con dao của Thái như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá. Rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem găng tay thức ăn nhá. Đây, nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. Đấy, 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạo. Các bác dùng cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa nhá, có độ mềm, có độ dai nhất định, cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất tiện luôn. Bỏ cho anh kia bình tông này. Đây, các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy, đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm
Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên theo là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông của Nga, CCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá, dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền, cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá, quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu, đi nhẹt các thứ cũng rất là ok. Bình tông nhá, lên theo là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tĩnh điện, bên trong inox 316 nhá. Đó, inox 316 rất đẹp các bạn. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này. Một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi. Chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này, cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy. Đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên theo là máy xay khô. Đây nó sẽ là một con máy như này, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W, điện 220V, 50Hz, 120.000. Đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây, sản phẩm thực tế đây. Bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhé. Đây, các bác này. Đấy. Đây, thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha. Các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy. Đây, em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn, rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi. Đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này. Rất là thích luôn. Đấy, và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấc nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi. 120k, rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy, 120.000 cho em máy xay khô như này. Dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy, và các bác nhấp này. Đó, và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó. Thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Tên xem là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy, con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhá, led. Qua lên xem là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40m. Đấy, từ 30 đến 50m nhá, từ 30 đến 50m. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi. Tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá, nhưng mà thấp nhất phải từ 35 đến 40 m các bạn. Đấy. Đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn. Một quận này từ 35 đến 50 m. Giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn. Các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k.
lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy, keo 10, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Tây ẩm thấp, đứng lâu đã có bằng kèm ít thanh nhìn, siêu chống thấm, chống rụt. Bằng kèm ít thanh nhìn là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay, bằng kèm ít thanh nhìn đã có mặt tại Việt Nam. Bằng kèm ít thanh nhìn có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần lá lợn nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng kèm ra, miết thật chặt, dán thật chặt và thế là mọi vấn đề về rụt và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Rất tiện ích quyền luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Băng keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau từ 40 độ đến 320 độ. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Có thể dán vào giỏ nước, dán cả sắt, 11 măng, chứa vào vị nước. Thêm ngay vào giỏ hàng để tham khảo. Đó, giá này sẽ là 40k. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây. Một bịch mình của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này, sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này, lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn. Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá. Các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó. Mình lấy anh cái gì ạ? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch các bác nhá. Đấy. Thế đây em sẽ đánh đi này, đánh đi. Đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó. Thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy. Các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây. Hai chiếc dép đây, đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy, đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nghìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán với bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng, vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn, rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k. Đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhá. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bác này. Đấy. Đấy, khi các bác dở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhá. Đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000. Và nó sẽ là vải bạt nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạt và có tráng ni lông. Có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước, vừa bền đẹp chắc chắn nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là
50.000 nhá. 50.000 cho một cái bạc củ sen như này. Hàng to, rộng rãi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá. À 50.000. Đấy, lên xem là bạt phủ xe này, đó. Bạt phủ xe. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác đây các bác này, mua hàng xem tham khảo và đặt hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho em anh em nhé. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhé. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhé. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhé. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này. Nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên cho em là súng massage. Nó là hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn. Súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170k cành cho một em súng thư giãn như này. Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có 4 đầu rung nhá. 4 đầu rung các bạn. Đấy, có 4 đầu rung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho em. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ đây. Sẽ có 6 cấp độ rung. Đấy các bác thấy không? Rung này. Ghê chưa? Rung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân, nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy. Con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây. Thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng đặt trên cân cho anh chị. Lên. Cứ đặt đi chứ bi đi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6 đến 7 lạng, 6-7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, made in Japan. Chữ này của nó là chữ made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá. Chữ made in Japan này. Đấy. Con này nặng khoảng 6 đến 7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ làm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là 4-5 ly nhá. 4-5 ly, khá là dày luôn đấy các bạn. Đấy, con này thì chắc khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cán nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đó. Một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá. Một lưỡi cưa luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130k thôi. Giá rất rẻ các bác, một cái kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực. Đây các bác nhá, đấy về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này. Xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây thì mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi. Lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k nhá. Cân lực tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đây, em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn đấy các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này.
Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân thôi nhá. Đấy. 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy. 67 kg các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000, 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho bác này. Đấy, nhiệt độ này. Rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm, đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan, cái này Polis Made in Japan đó. Thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này, rồi có cho các bác chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy. Rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là còi hú này. Đấy, rồi la bàn này. Còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây, pin đang sạc đang đèn xanh như này. Đấy, dây đeo, dây giếc đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn. Chào các bác nhá, hôm nay thì em lại tiếp tục lên thanh lý cho bác một số các cái mã dây ổ điện nữa. Đấy, em còn ít thì xả nốt trong cái dịp Tết này để cho các bác về các bác sử dụng ăn lẩu ăn liếc, hoặc là sử dụng làm các công việc. Đấy thì em sẽ lên tiếp tục lên để xả thanh lý nốt cho các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con ổ H12 này, con H12. Con này thì sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một con ổ điện H12 như này. 160k. Đó. 160.000 con này thì sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. Có 5 châm hít này. Đấy. Và dây giếc của nó rất là ngon luôn nhá. 160k. Các bác về các bác cắm vào các cái dòng nguồn tủ lạnh, tivi cái thứ thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, và có công tắc này. Có công tắc như này nhá, rất tiện ích luôn. 1 2 3 4 5 6 7 công tắc như này. H12 160.000 này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác là con H5 này. H5 150.000 này. H5 150.000 các bác nhá. 1 2 3 4 ổ cắm này. Đấy, con này là cũng là 4 ổ cắm luôn. Đó, đây cũng có 5 châm hít nhá. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Rất chất lượng các bạn ạ. Đây. Rất chất lượng luôn. H5 này, 150.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này, nó sẽ là một con con này các bác lên mã giúp cho em đó là N1 đi. N1 nhá. Đấy, con này lên cho em là N1 nhá. Con này dây khá là dài luôn, dây ổ khá là dài luôn. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm có công tắc. N1 nhá. Giá sẽ là 150k. 150k cho cái ổ N1 như này nhá. 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con N2 này. Đấy, N2. Con này thì cũng rất là ngon luôn. Có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ổ cắm cũng có công tắc luôn. Dây khá là dày và to nhá. Dây dày to luôn, dây 2.0. Đấy, lên cho em là N2 nhá. N2. Giá sẽ là 145.000. 145k cho cái ổ N2 như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái ổ N3 nhá. Đấy. Con này thì dây khá là to luôn. Đấy. Dây này của nó sẽ là dòng dây sản xuất 2004 này, 2004. Dây của nó thì nó sẽ là dây con này chắc chắn là dây của nó phải tầm khoảng từ 2 chấm trở lên các bạn. Đấy, 2 chấm trở lên, khá là to luôn. Đó. Và con này thì các bác lên cho em là N3 nhá. N3. 1 2 3 4 5 6 có công tắc luôn. N3 140.000. N3 này. Các bác lên cho em là N3 nhá. Đấy.
lên cho em là N3, giá sẽ là 140k nhé. Đấy, 140.000 cho cái ổ N3 như này. N3 nhé, 140.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ N4 này. N4, đây, 1, 2, 3, 4. N4 120.000 nhé. N4 này 120k, giá thanh lý, giá tốt cho bác luôn. Đấy, dây to này, dây dài khoảng 2-3 mét này, dây 2.0 này, 1, 2, 3, 4 công tắc, ổ cắm, 4 ổ cắm, 120.000 N4 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái N5 này. N5, con này thì cũng là vừa sinh giống con kia. Đấy, N5, con này cũng là 130.000. N5 130k nhá, 130k cho cái ổ N5 như này. Đó. Tiếp theo thì con này là con N6 cũng 130.000 luôn. Đó, N6 này 130k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con N7 này. Con này thì đẹp hơn một chút, sẽ là 140.000. Đó. N7 140k nhá. Đó. Lấy cho anh cái bút mới, cái ngòi nó nhỏ tí. N7 140.000. Đó, bút mới ấy. À, hộp. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã đó là con N8 nhá. N8. Con này thì 1, 2, 3, 4, 5 ổ cắm này. Con này các bác lên cho em là N8 nhá. N8 giá là 100.000 nhá. N8 100k. Đó, N8 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì con này con là N9 này. Con này cũng vậy thôi. N9. Con này thì dây nó sẽ dài hơn con N8 một chút, sẽ là 110.000 nhá. N9 này 110k nhá. N9 110k. Đấy. Tiếp theo thì lên cho các bác cái con N10 này. Con N10 này thì cũng đây. Con này thì các bác lên cho em H14 nhá. Con này đang bán 160.000. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là H14 này chỉ còn cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120k cho con H14 này nhá. H14 120.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ đến cho con này là có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Đấy, có cả ổ cắm cả công tắc như này. Thì con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm 6 công tắc, có dây dài như này. Thì con này các bác lên cho em là N12 nhá. N12 giá sẽ là 170k nhá. 170k. Con này nó có một ổ cắm một công tắc này cho nên nó đắt hơn một chút, 170.000. Đó. Tiếp theo là cái mã N13 nhá. N13. Con này thanh lý cho các bác giá 90k. 90k thì cái mã N13 như này. 1 2 3 4 5 6. Có ổ cắm công tắc rất là ngon luôn. N13. Tiếp theo thì cái mã này nó sẽ là N14 này. N13 rồi. Đấy. Đây. Mã này sẽ là N14 này. N14. N14. 120.000, 120k. N14 nhá, 120.000. Đấy. Mã này cũng vậy thôi. Mã này là N15, dây to hơn. Đấy, dây to hơn rất là to này. N15 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy. N15 này. Giá sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mã N15 như này. 130.000. H12 này. H12 120.000 này. Đó. N16 này cũng 120.000 luôn. N16 120k. Đó. Bán đồng giá cho các bác luôn. Đó. Con này là N17 này. Giá sẽ là 80.000 này. N17 80k nhá. 80k cho cái mã N17 như này. Đấy, lên cho em là N17 giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì mã N18 này cũng 120.000 luôn. N18 120k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là mã cái này thì nó là một cái dòng dây ổ nối này. Đấy. Tiếp theo là mã H7 này. H7 130.000. Về cho các bác giá còn 100k nhá. 100.000. Thanh lý nốt cho các bác này. Đấy, dây to, nguồn to, dài. Đấy, rất là xịn luôn. Về nhà các bác có thể dùng cắm trực tiếp. Đấy, rất là ngon nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã con này rất đẹp này. Dây mới trắng đẹp chưa? Đó, dây mới trắng đẹp các bác này. Con này thì sẽ là
N22 này, N22 giá sẽ là 80k nhé, 80k cho con N22 nhé. Tiếp theo là con N23 70.000, N23 70k nhé, 70k cho con N23 như này. Đó, con này là N24 nhá, N24 60k. Đó, tiếp theo là con N25, N25 con này 50.000, N25 này, N25 50k, 50.000 nhá. Đấy, con này sẽ là 50k. Đó, tiếp theo thì đây, con này thì nó sẽ là N26 này, có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Thanh lý nốt cho bác giá 100k. N26 100k. Đó, 100k. Con này nó sẽ là mã số 7 này, 210.000. Đấy, dây nó sẽ là dòng dây nguồn như này, hai dây dây nguồn như này. Đó. Đây thì một số mã dây nguồn nữa. Đó, con này thì sẽ là mã N28 này, thanh lý nốt cho các bác này, N28. 1 2 3 4 3 ổ cắm N28 này, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 40.000. N28 40k nhá. 40k cho N28 này. Đó. Còn hai con này thì rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì lên cho em là N29 này. N29. Con này sẽ là 70k nhá. 70k cho con N29 như này. 70.000. Đó. Dây trắng đẹp luôn. Đó. Rồi, ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, em Huấn Phạm đây các bác nhá. Đó, các bác trông nay em có quả mũ nồi rất chất chơi luôn các bác này. Đấy. Quả mũ nồi này thì đội rất là vừa xinh và đẹp luôn. Các bác có tí tuổi là đội và rất là đẹp các bác. Đó, mình có thể mua để sử dụng trực tiếp luôn. Đặc biệt là những ngày mùa đông rét mướt thế này. Hoặc là các bác đội ngày thường cũng rất là ok. Con này thì các bác có thể thả ra này. Đây, để em thử cho các bác xem. Các bác có thể là đội trực tiếp như này. Hoặc là đây thì nó sẽ có cho các bác một cái vành bên trên này nữa này. Để các bác đội cho nó ôm tai. Đấy, đặc biệt là khi mà trời nó rét hoặc các bác đi ra ngoài đường. Thì các bác đội cái này vào thì nó vừa là giảm tiếng ồn rất là tốt luôn. Đội vào là giảm 50% độ ồn này. Đấy, và ấm tai nhá. Ngày thường thì các bác đội bình thường thì các bác có thể không lạnh lắm thì các bác có thể cho cái này lên xem. Đó, rất là ok luôn, rất đẹp nhá. Một cái con mũ cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là rồi nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 à. 100.000 cho một con mũ nồi như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da này. Chất liệu bằng da và bên trong thì nó sẽ là nhung nhá. Đấy, nhung mịn như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là thích, rất đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái này là lớp nỉ này, lớp nỉ bông này. Rất đẹp các bác. Đấy, ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái vành che tai và cái này thì các bác có thể thả ra như này hoặc các bác có thể ấn lên như này, rất là đẹp. Đó, giá thì sẽ là gửi cho các bác với cái giá đó là 100.000 cho con mũ nồi như này nhá. Lên trên là mũ nồi. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Đấy. Con hạc bằng đồng như này thì đây nó sẽ là một con hạc như này và có kèm cho các bác là một cái lư nhá. Đấy, một cái lư. Cầm cho anh cái lọ hương ở đây này. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái lư đài sen như này, các bác treo vào đây cho em. Và bên shop có bán kèm cả cái lọ hương luôn nhá. Đấy. Thì con hạc bằng đồng này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp con này. Con này thì nó chỉ nhỏ gọn thôi. Nó cao độ khoảng 10 sen nhá, cao khoảng 10 sen mà các bác cho cái hương vào đây cho em. Cho cái hương vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, đây, cho hương vào đây cho em nhá. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là trang trí khắp nơi đều được nhá. Và các bác mua hương thì cái hương nhang hạc này thì sẽ là 60.000, còn con hạc này là 70.000 nhá. Đấy, con hạc này là 70.000 một con. Còn cái hương thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Chất liệu của nó là bằng đồng và cái hương này thì bên em bán một hộp này nó khá là nhiều luôn nhá. Đấy. Hộp này nhiều lắm, một hộp này của nó là phải hàng mấy chục cái luôn, mấy chục viên luôn cho nên là thoải mái mấy chục vòng luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy thì con cái nhang hạc này sẽ là 60.000 này. Nhang hạc này sẽ là 60k nhá. Đấy. Còn cái con hạc đồng này thì sẽ là 70k cho con hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái nến đỏ này, 45.000 một cây. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Cái này của nó thì nó sẽ là tự nhiên các bác nhá. Nó sẽ là tự nhiên như này.
Đấy, tự nhiên như này thì khi các bác dùng nó rất là thích các bạn. Đấy. Nó lúc nào nó cũng kiểu là rung như này các bạn này, rung như này. Trông nó như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k nhá, lên trên là 4 đỏ 45.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, đây các bác này. Đây. Emanium này. Đấy, thì con này của nó sẽ có cho các bác là một cái vòng như này, kèm thêm cho các bác là các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy. Khi các bác đeo thì thứ nhất là vừa là trang sức này, vừa là trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k. Đó, vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng cho anh cái ổ điện này. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái phao nước này. Đây nó sẽ là một con phao nước như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Bây giờ các bác bỏ hết các cái dòng phao cơ truyền thống đi, dùng nó rất là khó chịu nhá. Mà các bác dùng sang cái phao này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, ở đây thì cái này là sẽ là điều hướng nước này. Còn các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đấy. Lắp vào cho em là xong thì các bác sử dụng nó rất là đa di năng luôn. Ở đây thì khi mà nước ngập phao này 1 cm thì nó sẽ tự ngắt nhá. Thì ví dụ như các bác dùng cái phao kia thì nó phải qua một cái quả bóng đẩy nó rất là phức tạp và nhiều khi nó lại không ăn lẫy. Nhưng mà dùng con này thì rất là tiện. Mà giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70.000. Phao nước này giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện như này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Cắm trực tiếp điện vào đây. Sau đó thì có công tắc, các bác bật công tắc lên cho em này. Đấy, bật công tắc lên. Đó. Bật công tắc lên thì cái viên đá này nó sẽ xoay này. Đấy, cái viên đá nó sẽ xoay. Thì các bác dùng để mài dao mài kéo nhá. Hai cái bên ngoài này thì để mài dao đúng theo hình hướng dẫn như này. Đấy, còn cái bên giữa này thì các bác mài kéo cho em. Nó rất là tiện. Mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá như này, các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi. Rất tiện luôn. Mài thì cực kỳ khỏe, chắc chắn và rất là tiện ích nhá. 80.000 cho con máy mài dao như này các bác này. Đấy, con này thì nói chung là cái giá của nó thì quá là tiện. Đấy, giá rẻ và các bác dùng nó rất là tiện ích. Đây nó sẽ có cả giấy hướng dẫn cho các bác luôn này. Đây. Đấy, các cái hướng dẫn đây. Đấy, đưa vào mài dao như nào rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện kèm chức năng sạc nhanh luôn. Dây dài từ 1,5 m đến 2 m này, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Có đèn báo này, có đèn báo này. Đấy. Có công tắc báo sáng này, có đèn báo này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm điện này và có chức năng sạc nhanh nhá. Có chức năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào cho em như này là xong này. Đấy, đặt vào này sạc nhanh này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Nói chung là tiện lắm. Con này dùng thì rất là tiện ích các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k này. Đấy. Ổ điện này. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k một chiếc nhá, 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc. Máy sấy tóc đây. Đấy. Một con máy sấy tóc như này. Đấy, cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi là các bác dùng con này cho em nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Máy sấy tóc này, hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Đó. Đây, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips các bác này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V luôn, dây thì dài khoảng từ 1m2 1m rưỡi này. Đấy. Có cho các bác là hai cấp độ này. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, con này thì nóng rất là nhanh các bạn. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn thì khi các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và hàng thì không hề có lỗi lầm gì cả. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Khá là tiện ích luôn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý nhá. Một cái con máy sấy tóc như này mà giá của nó chỉ có cho các bác là 130.000 thôi nhá. 130k thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại 2 SIM như này. Thì các bác có thể dùng để mình nghe gọi này rồi là nó hai sim liền thì các bác dùng nó rất là tiện ích.
Đấy, hàng của thương hiệu Nokia, hai sim như này các bạn này. Đấy. Đây nó sẽ là một con điện thoại hai sim luôn. Đấy. Đây, có kèm sẵn cho các bác là pin này. Đấy, pin đốc sạc này và một con điện thoại như này. Đấy, một con điện thoại hai sim như này các bạn này. Đấy, rất tiện ích luôn, hàng thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó. Giá thì chỉ có 230.000 thôi. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. 230.000 cho một em điện thoại hai sim như này. Bao ship đến tận nhà cho bác nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại 2 sim này. Giá sẽ là 230.000. Điện thoại 2 sim giá sẽ là 230k nhá. 230.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái dòng cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ dít dít này nhá. Đó. Là các bác sử dụng thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác công tác này và một cái hạt nam châm từ trường như này. Khi các bác cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các loại hạt vào đây thì mình chỉ cần là bấm này là nó sẽ quay. Đấy, và ở đây nó sẽ sử dụng hai cái viên pin con thỏ lại nhỏ nhá, thì rất là tiện luôn. Đấy, cái pin này thì các bác dùng cả năm nó mới hết pin, cho nên là cũng rất là tiện thôi. Đây, hai viên pin này. Đấy. Con này thì dùng rất là lâu, cả năm nhá, cho nên là các bác cứ lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ và là xong là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này thôi nhá. Cốc tự khuấy. Và về nhà thì các bác mua cho em hai quả pin con thỏ lại nhỏ vào. Đấy. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Về nhà các bác mua pin nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k. Cái này là không pin nhá. Không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn wifi này. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Có chức năng là tự động tắt bật thì nó rất là tiện. Có kèm một cáp sạc đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn đây. Các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy. Đây, điều chỉnh pha đây các bác này. Đấy, điều chỉnh pha này. Đấy, tự động tắt bật này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó bật này, rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có một cổng sạc ra cho điện thoại đây này. Rất là tiện luôn. Đó, đây. Đấy, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Hàng sản xuất ở Đức và xuất cho Nhật nhá. Giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là đèn wifi nhá. Đèn wifi. Giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ bấm móng tay của Đức nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Một cái bộ bấm móng tay như này mà giá chỉ có 100.000 thôi. 3 chiếc bấm luôn, 3 chiếc bấm thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, 3 chiếc nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác này. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác 3 cái bấm này. Đầu tiên nó sẽ là một cái bấm to này, một cái bấm nhỏ này. Đấy. Và một cái bấm khóe này. Đấy. Thì cái này nó sẽ là lệch như này để các bác đưa vào các khóe tay, khóe chân nhá. Đấy, combo cho các bác là 3 chiếc như này mà chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tính vào chỉ có hơn 30.000 một tí thôi. Bình thường nếu các bác mua mà mua dọc đường hoặc mua ở trong các cái nơi họ bán ở dưới đất thì cũng đã phải mất đi 40-50.000 cho một cái bấm móng xịn như này. Đấy, thế mà đây chỉ có cả bộ như này, chỉ có vào tính vào 30.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy để các bác đựng các cái móng tay thừa nhá. Đấy, khi cắt thì các bác đẩy cái này lên cho em thì nó sẽ đựng vào. Đó, cắt rất là ngon nhá. Cắt rất là ngon và mượt luôn các bác này. Đó. Đây các bác thấy không? Đây, cắt nó tanh tách luôn các bác này. Đấy. Rất là thích nhá. Đấy, đầm và chắc tay nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ bấm móng tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Giá là 100k. Lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000. Đấy. Lên cho em là bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000 này. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ keo đa năng này. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Vỏ nó màu xanh như này, bên em gọi nó là keo đa năng xanh. Lọ này của nó thì nó sẽ là dung tích là 60g nhá. 60g. Đấy, 60g như này. Đấy, con này thì dán đa năng luôn, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một típ keo đa năng như này nhá. 20k cho một típ keo đa năng như này các bác này. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé.
Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ giấc. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính của Monel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, vừa là được. Mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống ngập nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, ok các bác nha. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kẹo chuột này. Con này nó sẽ là một cái dòng kẹo siêu hấp dẫn chuột luôn. Màu của nó sẽ là màu hồng này nhá, màu hồng như này. Thì khi mà con chuột nó ăn thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn và nó chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn. 30k cho một cái lọ kẹo chuột như này, một hộp kẹo chuột như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, đặc diệt chuột luôn. Đấy, nhiều bác bảo là bây giờ nó ăn vào rồi nó chạy vào trong gầm các cái gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, nó chết không tìm được, thối ngậu hết cả nhà lên. Đấy, lên cho em là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột giá sẽ là 30k cho một lọ như này. Hàng này của nó bán thì thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, chết cả đàn cả đống luôn các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Monel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Monel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam ở đây cho em là xong, cho tam ở đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chị ạ. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn.
Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này. Pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, để co trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa chức năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho bác sẽ là 20.000 trên bằng 3 cái nhá. Và 60.000 trên 10 cái. 60.000 là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên theo là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn ra như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này. Phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn. Trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng. Giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò ga trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò ga như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò ga trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò ga trắng như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Con này thì các bác dùng để mình khò ga rồi mình làm công nghiệp hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò ga như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này.
một bàn cạo này và một lọ kem như này, giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá, giá cực rẻ luôn, được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá, mua một lần dùng cho em cả năm luôn, rất tiện ích, bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng thôi nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Một dây một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nha. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này. Để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110 à? 110.000 nhé, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhé. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt, rửa, tưới cây này. Cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Xịt vệ sinh thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là
dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá, con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé. Mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng, màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt, có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa, giá của nó sẽ là thước móc khóa này, thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc.
tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Bên em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác, cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì giòn của giòn cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok.